tay không, nó còn lại không. Làm cho tình hữu nghị tình hữu nghị và hợp tác của Việt Nam và Lào nói chung và tỉnh Bùi Công Tây và tỉnh Hải Phòng nói riêng ngày mai xin đưa tới từ bình dương là có tay khác nhau và có gì là kiểu nào đúng à, tôi xin phép giới thiệu chương trình làm việc của chúng ta hôm nay. Nhưng mà bên bạn sẽ đề phẩm các đại ngàn phòng thông tài tân là không làm ngàn phòng. Thứ một là chúng ta sẽ được nghe báo cáo tổng tắt của tỉnh Bình Dương. Tổng tắt Việt Nam không? Việt Nam của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ đào quả nhiều cội. Tiếp theo chương trình là tôi xin giao cho đồng chí Phó Phút cổ người hiểu diễn viên xin lên báo cáo công tác của tỉnh Hà Tây. Cho tài khoản của tỉnh Hà Tây. Khi anh Hà Tây, bảo của Hà Tân Nạc, phân giải ngàn Hà Tân Sở Tâm Ác, đại diện giả Việt Nam, cả về hai phong, có quyền khả năng khi có lúc lệ năng thử. Khi anh, phân giải xã hải, phân giải ngàn, thu hẹn bài đào khi đặt. Kính thưa đồng chí thượng tá Đoàn Văn Bảo, trưởng ban quân tình nguyện và chuyên gia quân sự vào thành phố Hải Phòng, thưa các đồng chí. Cầu châu đang ngã hành sau bàn tàu để tôi làm đầy quân nhân có trở nên hoàng xuân sông lẽ kỳ quân phát dụng đầy đầy nhằm nhìn khi anh mi ôcát tôn thắp khả năng và sản ngàn sản ở xã Tâm Ác để triệu tàn Việt Nam. ซึ่งในอดีตพวกสหายเคยได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวในสมัยต่อสู้กูซ่าและสมัยพบปะทักษะสร้างฐานประเทศชาติในยามผ่านมาtôi xin thay mặt tỉnh Bô Lê Công Tây rất vui mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn cục chuyển binh tỉnh chuyên gia. Tôi thay mặt hội cựu chiến binh tỉnh Bô Lê Khâm Say rất vui mừng và vinh dự được đón tiếp cùng chuyển binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Nguyên các đồng chí đã giúp Lào chuyển đấu cứu nước và bảo vệ xây dựng đất nước. Con hào đi chơi lại, chưa thể hiện thuộc ai, thuộc lung, thuộc mẹ ba. แต่ละคนนี้ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีความเข้มแข็งสามารถเดินทางจากนครไฮฟ้องด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรจึงได้มาฮอดแขวงบุรีรัมย์ใจของพวกเรา chúng tôi hôm nay rất là vui mừng được đón tiếp và gặp gỡ các bác các chú và anh chị em. Bây giờ thì đã thấy các bác các chú và các anh chị em và còn mạnh khỏe. Và bây giờ thì các bác các chú là rất là ngồi xe và lên đường thì nhiều năm cây số nhưng mà đi vượt cột khỏe mạnh, rất là vui mừng. Đã nói hay cho bác lớp cao về quân đồng cháy có trở nên quân nhìn đi tôn thắp khả năng phụ thêm cho đặc con hai phong chút ní dạng chút lốc chút chảy khó xuống thời. Xin thay mặt cho hội cựu chiến binh tỉnh Bô Lê Khâm Say xin nhiệt liệt chào mừng và đón tiếp đoàn của thành phố Hải Phòng. Xin chào mừng. Nào การนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตแนะนำตัวผู้แทนของทางฝ่ายเรามีคือดังนี้trong nhân dịp này tôi xin phép giới thiệu đoàn đại biểu của hội cựu chiến binh của tỉnh Bô Lê Khâm Say như sau. Sahai Phan Thu, Đồng Ta Sai Nhân Tham, Phát Thang, Phan Lô Cầu, Khỏe, Bô Lê Khâm Say.
đồng chí Đoàn Ca Tây Văn Thanh, trường Liên Hội Hữu Thiện Đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Văn Thu Thông Phết Phung Sở Lý, mong Văn Thanh Thông Văn Lúc Cầu về Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng chí Thông Phết Phung Sở Lý, Tổ Chức Liên Hội Hữu Thiện Đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các bạn cháu, Văn Thu Thông Phết Phung Sở Lý, mong Văn Thanh Thông Văn Lúc Cầu về Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi là Trung Tả Thông Phết Phung Sở Lý, Tổ Chủ tịch Hội Hữu Thiện Đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Văn Thu Thông Mạnh Bà Lý, hồ nào không cả cho bà lúc cao khỏe. Đồng chí thăm Mai Bà Lý, trẻ văn phòng hội cựu trẻ tính tình Bà Lý Khóc Sơ. Sáng hài bà tí, chị Mai, phút cho bông, hồ nào bà đẹp. Đồng chí chị Mai, phút cho bông, trường phòng tập huẩn hội cựu trẻ tính tình Bà Lý Khóc Sơ. Nông nát em, bà đá gà chi, bà chăm dũng không cả cho bà lúc cao khỏe. Ngoài đó còn là các cán bộ hội cựu chiến binh cùng tham gia buổi tổ chức của chúng ta hôm nay. Tôi phải còn những nhà tài ngàn sắp hợp phòng phèn Bà Rịa Vũng Tàu. Phèn Bà Rịa Vũng Tàu được sắp tăng khuyết đến vào thị 6 mì nà bì phần có vai 84. Đến ngày nhà ở thị phần má, tôi học ở đây sắp tăng phí thị sở lớp sở lõng và sắp tăng phèn Bà Rịa Vũng Tàu. Khúc họp 40 năm, có giảm đến bài giảm khúc hơn. Tiếp tục chương trình, tôi xin phép báo cáo tổng tắt về tình hình của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1984. Vừa mấy ngày này thì chúng ta đã mới tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phèn Bà Rịa Vũng Tàu tăng dù tăng thiết tay của nà con huyện Luồng Viên Trần, bên phát tù đất tay của nà con Luồng, thiết nửa thiết cấp nà con Luồng, phèn xây sụp môn, lệ phèn Viên Trần, thiết tăng bên họ, thiết cấp phèn Nghĩa An, lệ phèn Hà Tinh, sổ sổ Việt Nam, thiết tay thiết cấp phèn Ngọc Hoan, thiết tăng bên tốt, thiết cấp nè nằm khổng, thiết bên tài đen, cấp ra nằm nhà thầy. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nằm ở miền Trung, phía Bắc giáp tỉnh Say Sổm Bun và tỉnh Viêng Chăn và thủ đô Viêng Chăn. Phía Đông giáp với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Phía Nam giáp với tỉnh Khăm Muộn. Còn phía Tây thì giáp với Vườn Quốc Thái Lan. Phía Bà Rịa Vũng Tàu có gồm với 7 phường, mi 284 bán, mi pô lâm vương các bạn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì có 7 huyện, có nhân số 284 bản, nhân số 2.997 người. Hai hàng các đám xây dựng kiếp, bà ta chôn chuẩn một lái, ác giải các khu phẳng liên sắc, đem lại hát của quen, đem mặt trạng, đi tác của quen trên hạng hoàn. จากเกิดไฟฟ้าได้จากการยกเหี่ยวจำนวนหนึ่งระยะผ่านมาสภาพไฮเดรเฟอร์ได้ส่งผลกระทบอย่างน้ำท่วมต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความยุ่งยากฝืดเคืองพร้อมกันนั้นแผนพวกเขาของภาคแก้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะระยะฤดูฝนของแต่ละปี Về mặt kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhân dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là làm nghề trồng trọt chăn nuôi. Về doanh thu của tỉnh phần lớn là được thu của thủy điện và một số du lịch. Trong thời gian qua, tình hình của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là lạm phát đã làm cho ảnh hưởng nặng nề với đời sống của các nhân dân. Đồng thời, phần lớn là bị ảnh hưởng và tham hỏa thiên nhiên của mỗi năm của mùa mưa nhỉ. Sự phát triển ngành nông nghiệp cầu. Qua bảy mươi năm trời, mỹ nuôi nông nghiệp cầu, nương hoai cầu sáu bảy nuôi, mỹ sản xuất nông nghiệp cầu tổng mốt, 4,283 sản hại, mỹ 331 sản hại, đại phi 2,003. สามารถสร้างเป็นหน่วย 3D ห้องรักษาได้107หน่วยบุคคล 3D ห้องรักษาได้ 2,868 สหายในระยะผ่านมาการจัดตั้งนะครับเก่าแต่ละครั้ง
เอ็งออกแหงเคลื่อนไหวตามภาระบทบาทในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาขนกล้วยเต้าหู้ยับตั้งศึกษาคมคุ้มครองดูแลเบื้องแง่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมทำสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การและครอบครัวอย่างครอบด้านสามารถเชิดชูได้บทบาทอิทธิพลของและครอบครัวคือโชว์ชูคือโชว์ชูขึ้นในคนเล่นอยู่ในทั่วสังคมเวมัดหอยกิ่วเจ็ดวิ่งกดเวเวียกว่าหอยกิ่วเจ็ดวิ่งกดติ่งบริกรรมไซติ่งบริกรรมไซล่ะก่อโตกว่าหอยกิ่วเจ็ดวิ่งที่หมดจังจิ๋นจิ๋นไม่ตามโตที่ก่อแทงก่อแทงเวียนบนยีนจิ๋นจังตามไม่บ้าดุกจีหนึ่งบ้าจังบ้าไม่สาวดุกจีน้ำให้ยีนคงจังให้ให้ไม่บ้าเดือบแทงเล็บโตบาสื่อต้นบาเสาสื่อสินหมดจำหายไม่ใบโตก่อหายยีนตามจำเสาไม่ตามดุจีต้องเคยสั้นกลัวหอยคิวเจียนบินกลัวจุหอยคิวเจียนบินกักกักด่าเตียนด่าเตียนคลายทุกเฮียนตึบหวนว่าดาวตาวจำซกหลืนเงาโกเทนึ่งกาวจอหน่วยเกิดจ้องสะหอยประชาชนที่นับถือฮักแพงกับลุงจีเวียดนามว่าเราต่อการมาเยียบยามของคณะประสานงานทหารอาสาสมัครในเชียงสามเวียดนามนครนายฟ้องในครั้งนี้พวกเขาขอแสดงความขอบคุณคุณอย่างเต็มเต็มต่อผลงานที่เป็นวีรกรรมซึ่งพวกอายลุงพวกแม่ป้าที่ได้สุมทุ่มเทหยาดเหงื่อยอมเสียสละเลือดเนื้อแม้แต่ชีวิตเพื่อปลดปล่อยและเพื่อปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินลาวผืนนี้ไว้ได้มาฮอดปัจจุบันพวกเขาจะสืบต่อภารกิจปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของพวกอายุงพวกแม่ป้าที่ได้สร้างไว้ให้มั่นคงตลอดไปอย่าพร้อมกันชิดชาวพมสร้างสอนลูกหลานที่เป็นคนรุ่นสืบทอดให้พวกเขาได้รับรู้ถึงผลงานวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวให้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนลาวตลอดชั่วนิรันดรต้องเขียนทำกว่าพระตรงจีเรื่องในจุดโดยสัตว์ลาเบียดเอิญว่าเด็ดกับบ้านกับจูว่ากับเอ็มจีเอ็มด่าฮีซิงว่าช่วยเหลือดินเนื้อกล่าวดินเนื้อกล่าวเดียจ่ายฟ้องว่าเบาเวตัววัดกว่าลาวเด่นเห็นในจุงตาด่าเทียบตุกสื่อเงียบโตเหลือกว่ากับบ้านกับจูกับเอ็มจีเอ็มว่าจุงตาเสียเหนือเบียดเอิญไม่หมายเซ็งเตื้อยว่าจุงตาเสียคุ้งเงาดาวเตาว่าเบาดาวเตาโจกับก้อนกับเจ้าเบียดเอิญกว่ากับบ้านกับจูขี่เฉียดเต็งจงความเก่าเต็งความเก่าเต็งบาวีของดินเนื้อลาวเส้นเตยเดยๆเป็นบึ่งเสนอธรรมดาสหายคณะผู้แทนชุดนี้ในการต้อนรับของพวกเขาถ้าหากมีอันใดที่บทจงโปรงามผมครบถ้วนหรือเยี่ยนการของพวกพ่อพวกเขาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยอวยพรแด่คนสมัครมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามคงมั่นคงพนมแก่นตลอดทั่วฟ้าทุกอิรันดรขอขอบใจโต๊ะเฉียดทับว่าลาวเวียดกวดติ่งบริกรรมไซเลนในเดี๋ยวก่อกะจีที่จุกโต้ยด่าโดดกับด้วนกวดดวงจีคงจู่ดาวให้ลาก่อกะจีที่คงเบื่อลงยื้อเทนาวจุกโต้ยสิ้นทงกามแต่ใดกวยคุ้งในสิ้นจุกฮิวงีสิ้นจุกติ่งฮิวงีว่าดวนเก็ดดับเวียดนามว่าลาวไม่หมายเซ็งเตื้อยเดยเดยเบียนบึกสิ้นจนจอกกับเลยคิงเดือข้าหลวงจีกับกระบะ
nhận lời mời của Trung ương Hội Cựu Chiến binh và được sự đồng ý của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đoàn chúng tôi nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và Lào đã có những năm tháng kháng chiến đánh kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Lào Việt của chúng ta. ขอเฮียนพันโทโดยตาสัญญธรรมประธานสหพันธ์นักฮกเก้าแห่งบริกรรมไซเฮียนบรรดาสหายสหพันธ์นักฮกเก้าทั้งหมดโดยได้รับคำเชิญจากศูนย์การสหพันธ์นักฮกเก้าสปป.ลาวโดยแม่นได้รับการยินดีจากสหายของศูนย์การสหพันธ์นักฮกเก้าเวียดนาม คณะพวกข้าพเจ้าอดีตแม่นพนักงานนักฮกทหารอาสาสมัครเวียดนามแม่นหลายปีหลายเดือนที่พวกเฮาได้เคียงบ่าเคียงไล่ต่อสู้เหตุการณ์ปฏิวัติยูลาวในเวลาการปฏิวัติยูลาวต่อสู้ต้านศัตรูเพื่อกอบกู้เอาเอกราชและความเสรีภาพให้แก่สองชาติลาวเวียดนามของพวกเฮา Kính thưa các đồng chí, sau đây tôi thấy giới thiệu thành viên trong đoàn. Tôi, Đoàn Văn Bảo, trưởng đoàn. Hai, đồng chí Nguyễn Xuân Trinh, trưởng đoàn. Thưa các đồng chí, trước hết tôi xin giới thiệu các đồng chí hiện bản đạt xã hải thi học hệ. Còn ơn khá bà cháu khổ ăn nốt nha. Rài ngàn bần đá xã hải thi không muộn đại cản phục bạ đại người đi. Hai, đồng chí Đỗ Văn Cương. Một là đồng chí Đoàn Văn Bảo làm trưởng phòng. Hai, đồng chí Đỗ Xuân Trinh. Phụ thi sổ là xã hải Xuân Trinh. Và đồng chí Đỗ Văn Cương. Phụ thi sám xã hải Đỗ Văn Cương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thay mặt cho anh chị em nguyên lực cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, lời đầu tiên gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền và các đồng chí cựu chiến binh tỉnh nhà và toàn thể các bạn lời chào đoàn kết hữu nghị, chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe thịnh vượng, chúc tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chào con đi cổ nhân bà đà xã hải thi học hèn tàng na hay kê ai nóng à đi men phân nạc ngàn nạc hôn câu thả hạt à xã xã mắc Việt Nam Lào ưu thi nạc hồn hải phong. Con ưng khá bà cháu khổ pháp quầm dèm dàm thảm khao về nhàng bản đà xã hải cả năm pháp lắc ông cán quốc phong khuếng lẽ bản đà xã hải xã hàn nạc hôn câu khuếng lý không say lẽ khám xông sơi quầm xã mắc khi mít tập hạp อวยพรบรรดาสหายและครอบครัวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกอวยพรน้ำใจมิตรภาพความสามัคคีลาวเวียดนามจงเขียวสดงดงามและมั่นคงขนมแกนตลอดกาลนาน Kính thưa các đồng chí và các bạn, sau hơn 40 năm nay đã trở lại thăm chiến trường xưa và thăm lại những nơi mà chúng tôi đã từng sát cánh quân và dân Lào anh em đánh đuổi kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai nước Việt Lào. Hiện bản đà xã hải Việt Nam Lào, tăng tên mươi năm chốn mà hót mươi ni cả bền vệ la 40 tỷ, chân đấy gặp mà giam giảm sân nào hộp bọn thi va, cười đấy khiêng ba khiêng lai gặp thả hàn Lào, lệ bọn thi phô khá bà cháu. เคยเคียงบ่าเคียงไล่กับประชาชนทหารไอ้น้องต่อสู้ศัตรูเพื่อรักษาเอกราชให้แก่สองชาติลาวเวียดนาม Chúng tôi vô cùng cảm động đã được các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền hội cựu chiến binh tỉnh nhà và đón tiếp rất chu đáo và trọng thị với tấm lòng hiếu nghị tình cảm như anh em xa lâu ngày gặp lại.
của các bạn giáo khổ sẽ đề phòng phong chảy lẽ khi khổ sẽ đề phòng phong chảy khi bản đà xã hải cả nằm hang lặn cùng cản quốc phòng khuếng lẽ xa phần hạc hộp cao khuếng ได้ต้อนรับพวกข้าพเจ้าอย่างอบอุ่นด้วยน้ำใจมิตรภาพสันทวามัยตรีแบบอายน้องที่ไกลกันมาแต่หลนนานมื้อนี้จึงได้มีโอกาสได้มาพบกัน Sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ Lào trong cuộc kháng chiến chung cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, mặc dù hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi và phức tạp, song những tình cảm yêu thương, đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Lào, Việt vẫn gắn bó keo sơn và ngày càng bền vững. Cảm xìa xa lạ ảnh như nhây khổ, xa hạng Việt Nam, lệ bản đà, năng hộp Lào, dù này bắn hộp. การต่อสู้ต้านอเมริกาก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติในระยะผ่านมาพวกข้าพเจ้าในระยะผ่านมาได้เป็นเวลาอันหลายปีถึงก็ตามแต่ในปัจจุบันสภาพการของโลกและภาพพื้นก็มีหลายอันที่ว่าเปลี่ยนแปลงและก็สับสนในนั้นพวกเรายังหักษาไร้ความสามัคคีพิเศษของโศกโศกชาติลาวเวียดนามและยังรักษาได้ความฮักแพงสนิทสนมนับมือนับมั่นคงขนมแก้ม chúng ta tự hào thấy rằng tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào đã đi vào thực tiễn lịch sử chứng minh được các đồng lãnh đạo của hai nước hai dân tộc đặt nền móng cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp vượt qua bao biến cố lịch sử bao gian lao khổ hy sinh trở thành quan hệ mẫu mực thủy chung và trong sáng và hiếm có. Quang khao bà cháu mì khuam đếc án thân ông chảy lẽ hiện đây và nắm chảy mì tập hạp lẽ xài khuam hành แบบพิเศษระหว่างเวียดนามลาวได้เป็นเครื่องหมายประวัติศาสตร์ของพวกเราและได้กันและได้รับการนำของสงสารการนำของสงสารก็คือการนำและประชาชนของสองประเทศนับมือนับเพิ่มพูนพูนสร้างถึงว่าจะผ่านมานั้นที่เป็นประวัติศาสตร์ในการต่อสู้อันลำบากอันลำบากแสนเข็ญในการเสียสละอันแม่หลวงเสียสละเลือดเนื้อก็คือการรักษาเอกราชของสองชาติลาวเวียดนามไว้ให้มั่นคง Nhân dân Việt Nam tự hào có nhân dân Lào là người bạn láng giềng thủy chung son sắt trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bác sĩ xôn Việt Nam xuất thi phạm phương chảy có khứ bác sĩ xôn Lào lẽ bản đà khôn thi và dù bình thường thư bình bán cái ngân khiến lẽ cả dù sổ phạm sai đề Lào Việt Nam ได้ปกป้องรักษาและปลดปล่อยชาติ Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn quan trọng và làm hết sức mình để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Bản đà luôn là bản đà luôn to luôn chuẩn mà hoa sung mưa ni nó cả đây đây mi quang bằng và lẽ cho hết suốt cầm lang thi quang hào
hết sức cầm lang thi phong hào thi phong hào hết đáy lệ phát thà nà xài hùa phần minh tập hạp mụ ẩn biển muôn xưa mà tè đổn nán nám chảy quang xà mạc khi bẹp đi xê cản hoa mơ hộp đán Việt Nam Lào ẩn hai nắp mơ nắp sủng khưng nhón co nhón phụt thăng mất ní co nhón phụt bà nhột khổng bà xa xôn khổng tè là bà thết nhón sẵn tí pháp lệ quang văn khổng cản hoa mơ lệ phát thà nà khổng khổng khết lệ pháp ưng. Nhân dịp này, chúng tôi được sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh của tỉnh và các cựu chiến binh tỉnh nhà đã giúp đỡ đoàn chúng tôi được đi thăm những địa danh lịch sử của tỉnh nhà, thăm viếng các tượng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của dân tộc Lào và thăm viếng các bia trang mà nơi còn một số cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam yên nghỉ và thăm một số ra mắt các cảnh của tỉnh nhà. Nhân ngày ô ca tí khá văn cháu bảng giang nhìn và bản đà xa hài cả năm lệ bản đà xa hài xa phân ạc hô cao khuyến đây xuôi lửa khá nạ khổng phô khá văn cháu thì đây đường thang mà dâm dạm lệ hết việc mà dâm dạm lệ hết việc lệ đường thang mà dâm dạm สถานที่ประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็เยี่ยมยามในสถานที่ระลึกเตะละบอนแล้วก็พาคณะของข้าพเจ้าได้ไปจุดธูปอยู่หอบูชาอาทิของทหารอาสาสมัครเวียดนาม Một lần nữa cho phép tôi thay mặt anh chị em quân tình nguyện Việt Nam là thành phố Hải Phòng cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các đồng chí lãnh đạo của hội cựu chiến binh tỉnh nhà. Xin chúc sức khỏe các đồng chí, chúc tình hiếu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Yên phương hưng, khá bà cháu khổ anh nhà tàng na hay kê ai ơi nóng thả hẳn giả sơ mắc Việt Nam là còn hay phong khổ sẽ đền quang khóc chảy mà nhang bản đà xa hải cả năm khổng xa phan năng hô cao khỏe vô lý khám say khổ ôi phôn hay bản đà than châu mì su cơ pháp khẻ hề mì quang phả sụ. Mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.
Sau đây xin mời các đồng chí cựu chiến binh hai nước chúng ta giao lưu văn nghệ. Mở đầu chương trình, đồng chí Hà Vi sẽ hát bài Tình Việt Lào. Đề nghị hai nước chúng ta, các đồng chí cựu chiến binh hai nước chúng ta hát cùng. Hôm nay là cựu chiến binh tình nguyện của thành phố Hải Phòng về dự tại Bô Linh Phong Say. Lời đầu tiên cho Hà Vi là gửi tới các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương trân trọng nhất. Mani Khana 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 Việt Nam Khana 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 Hãy subscribe
chờ anh lại về bên em người đẹp ơi. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, em đã nhìn thấy anh cười rồi, ôi nụ cười sao.